Thì cái tình trạng da mọi người ở đây, đặc biệt ở đây là rất là thích luôn. Cái tình trạng da là rất là căng và lỗ chân lông đã cải thiện rất là nhiều luôn mọi người ạ. Bởi vì sao em biết đâu, bởi vì những khi mà mình dùng những cái đầu vi kim siêu nhỏ này nhá, nó tác động đến cái bề mặt da của mình ấy, nó sẽ giúp cái làn da của em nó tăng sinh collagen, và quan trọng là tác động đến được những cái lỗ chân lông của em. Thành ra là da của mình nó sẽ rất là sáng, rất là căng, thì nó sẽ giúp da của mình căng bóng, mướt mịn, đều màu này. Da rất là ưng chị ạ. Không nghĩ là cái buổi này là buổi thứ ba, không nghĩ là cái buổi thứ ba mà tình trạng da của em đã đẹp như này rồi. Thực sự là rất là ưng ý luôn nhá mọi người nhá. Bởi vì cái phương pháp này nó lại không gây xâm lấn, không cần phải nghỉ dưỡng một ngày nào luôn. Hoàn toàn là không có đau nhá mọi người nhá. Làm xong da chỉ hơi ửng hồng trắng 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 một chút thôi là được. Thực sự là rất là hài lòng luôn mọi người ạ.